Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã được thông qua vào ngày 20 tháng 6 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Công Thương được phân công xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. Tại một hội thảo lấy ý kiến về dự thảo, do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VNPT và UAC Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiếp thị và phân phối sản phẩm trên các nền tảng số. Điều này phản ánh sự nở rộ của các hoạt động kinh doanh trực tuyến và những thách thức pháp lý đối diện. Cụ thể, nhiều đóng góp tập trung vào việc làm rõ khái niệm người có ảnh hưởng trong luật. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, người có ảnh hưởng là chuyên gia, người uy tín, được xã hội chú ý trong lĩnh vực cụ thể theo quy định của chính phủ. Họ có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin khi cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Đồng thời, họ có quyền yêu cầu đơn vị kinh doanh cung cấp thông tin và phương tiện chứng minh tính chính xác của thông tin. Người có ảnh hưởng cũng chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin cung cấp không chính xác, trừ khi chính họ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch do đơn vị kinh doanh cung cấp. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã được thông qua vào ngày 20 tháng 6 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Công Thương được phân công xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. Tại một hội thảo lấy ý kiến về dự thảo, do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VNPT và UAC Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiếp thị và phân phối sản phẩm trên các nền tảng số. Điều này phản ánh sự nở rộ của các hoạt động kinh doanh trực tuyến và những thách thức pháp lý đối diện. Cụ thể, nhiều đóng góp tập trung vào việc làm rõ khái niệm người có ảnh hưởng trong luật. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, người có ảnh hưởng là chuyên gia, người uy tín, được xã hội chú ý trong lĩnh vực cụ thể theo quy định của chính phủ. Họ có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin khi cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Đồng thời, họ có quyền yêu cầu đơn vị kinh doanh cung cấp thông tin và phương tiện chứng minh tính chính xác của thông tin. Người có ảnh hưởng cũng chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin cung cấp không chính xác, trừ khi chính họ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch do đơn vị kinh doanh cung cấp.